nạn nhân có triệu chứng là chóng mặt, ngất xỉu sau khi uống rượu tự nấu tại khu vực Mehmedabad thuộc thành phố Karachi. Phần lớn nạn nhân tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện. Các nạn nhân phần lớn là những người lao động theo đạo Hồi và đạo Cơ Đốc. Tại Pakistan, chỉ có những người không theo đạo Hồi mới được phép mua và uống rượu, nhưng nhiều người theo đạo Hồi vẫn mua và uống rượu lậu tại nhà. Những người uống rượu thường mua rượu lậu bởi vì những cửa hàng bán rượu hợp pháp ở Pakistan đã đóng cửa trong dịp tháng lễ Ramadan. Họ thường trộn hai loại rượu với nhau để tạo ra một loại rượu mạnh hơn. Thị trưởng thành phố đã yêu cầu mở một cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân của vụ việc.